Xin chào tất cả các bạn. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cây kêu dạo này. Thì mục đích mình giới thiệu cái cây kêu dạo này thì nhằm để giúp cho các bạn là trồng để làm trụ tiêu hoặc là nuôi dê. Thì mình sẽ quay trực tiếp cái cây kêu dạo này. Thì nhiều đoạn trên video thì nó chưa quay trực tiếp cái đoạn video này, thì tôi sẽ quay đoạn video này trực tiếp cho các bạn xem. Thì cái cây này thì chúng tôi đang bán hạt giống của nó là 120 ngàn một ký. Thì khi mà chúng tôi gieo trồng thì nó đã rất là thành công, nó lên rất là thành công. Thì đây các bạn, tôi sẽ quay trực tiếp cho các bạn coi. Đây là cái cây của nó. Thì cây này mà khi này mà nó lớn to lên thì các bạn có thể làm cây gỗ nha các bạn. Còn đây là cái bông của nó. Sau này nó sẽ ra bông rất là đẹp. Thì sau này nó sẽ ra cái hạt giống, cái hạt của nó như thế này đây các bạn. Thì cái hạt này thì sau này nó sẽ các bạn có thể cho dê ăn, là các bạn có thể cho người mình ăn cũng được. Cho nên thì mục đích là tôi gieo qua cái đoạn video này là để cho các bạn biết là chúng tôi đã gieo cái hạt này rất là lên, rất là thành công, lên thử nghiệm rất thành công. Thì trong cái đoạn video trước thì chúng tôi cũng có quay cái đoạn video là cái hạt giống của cây kêu dạo này. Thì cái hạt giống này thì tôi cứ quay trực tiếp thì cái hạt đó sẽ như thế nào thì các bạn biết liền à. Các bạn có thể thêm cái đoạn video trước. Thì tiếp theo cái đoạn video này tôi sẽ quay một cái đoạn video tiếp theo, đó là sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết cách trồng cái cây kêu dạo này. Thì cây kêu dạo này mà các bạn muốn trồng được á thì các bạn phải lấy cái hạt giống trước tiên, rồi các bạn ngâm cái hạt giống này trong nước nóng 190 độ đến 100 độ nha các bạn, 90 độ đến 100 độ. Rồi sau đó các bạn ngâm trong 5 phút. Rồi tiếp theo các bạn ngâm trong 5 phút thì các bạn đổ nước nóng này ra. Rồi các bạn đổ nước bình thường, nước lạnh vào. Thì đổ vào trong đó các bạn ngâm tiếp theo là từ 12 đến 24 tiếng. Rồi sau đó các bạn đổ nước này ra. Rồi các bạn để cho cái hạt này nó khô ráo từ 15 đến 20 phút. Rồi các bạn lấy cái hạt giống này đem ra gieo. Thì cái cách mà gieo trồng thì tôi sẽ hướng dẫn trong cái đoạn video tiếp theo. Thì cái cây này thì tôi quay để nhằm mục đích là để quay cho các bạn biết là cái cây này như thế nào. Thì các bạn chưa thấy cái cây này thì cây này có thể làm trụ tiêu hoặc là nuôi dê. Thì cái cây này có nhiều loại cây như cây tấu nhân, cây dẹp. Cái này là xuất xứ tại Việt Nam nha các bạn. Đây là bông của nó nha các bạn. Bông của nó. Đây. Các bạn nuôi dê thì các bạn bẻ cái nhánh này cho dê ăn rất là tốt. Cái này thì nuôi dê thì cái trị được cái dùng sáng và cả người nữa. Các bạn có thể hái cái hạt này, này cho người này. Còn cái nhánh thì các bạn bỏ cho dê ăn nha các bạn. Đó. Và sau đây tôi xin kết thúc cái đoạn video này nha các bạn. Là các bạn có thể mua cái hạt giống này tại website giongcochannui.com hoặc là liên hệ trong cái số điện thoại trong website để chúng ta có thể tư vấn chi tiết cái loại kêu dạo này.